Chào mọi người nhé, mình là Hùng. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người là một cái điều nho nhỏ mà bản thân mình trong quá trình đến những cửa hàng, những cái showroom mà mình nhận thấy rằng có một cái điểm chung vô cùng lớn ở những cái sản phẩm cao cấp, những sản phẩm mà đạt được chất lượng và tuổi thọ lâu dài á, thì họ dùng chung đó chính là phụ kiện của hãng Blum. Và thứ hai đó chính là mặt đá bếp sử dụng của hãng Vicostone. Đây là hai cái hãng mà mình thấy rất là nhiều những đơn vị cao cấp họ đều sử dụng nó. Ở đây là mình không phải quảng cáo và PA cho hai sản phẩm này, và mình chỉ chia sẻ ở góc độ là mình nhìn nhận được, và mình cũng đã sử dụng, đã hiểu và muốn lan tỏa điều này đến mọi người. Và những cái phần như là thiết bị thì đương nhiên rồi, mình không nói đến, bởi vì nó liên quan tới đồ điện tử, cái tuổi thọ của nó không thể bền và lâu được. Rồi tiếp đến là cái vật liệu thùng tủ, thì có thể như là inox nè, gỗ công nghiệp nè, gỗ nhựa nè, thì ba vật liệu này thì mình không đề cập tới bởi vì nó quá nhiều. Mình chỉ tập trung ở hai thứ, đó chính là những cái phụ kiện của hãng Blum và mặt đá thạch anh của hãng Vicostone. Đây là hai điểm mà xuyên suốt những showroom cao cấp đều gặp nhé mọi người. Thứ nhất đó chính là phụ kiện của hãng Blum. Vì sao những ông lớn, những cái thương hiệu mà tủ bếp lớn á, họ sử dụng Blum? Thì mình nhận thấy một điều là Blum á, họ bảo hành trọn cái vòng đời. Trọn cái vòng đời đây là trọn vòng đời của hệ tủ bếp, của đồ nội thất. Thì khi mà một cái sản phẩm như là bản lề đi, thì tới 200.000 lần đóng mở. Một cái bộ rây trượt thì tới 100.000 lần đóng mở. Hết cái vòng đời, hết cái số lần đóng mở này thì nó vẫn sử dụng được, chứ không phải là không nhé. Thì với cái thời gian khoảng tầm 20 đến 25 năm thì nó quá bền rồi. Cái người dùng họ cũng cảm thấy thỏa mãn với số tiền họ bỏ ra. Và những đơn vị thi công á, họ cũng cảm thấy là ít phải chịu rủi ro trong quá trình mà hỗ trợ bảo hành. Đấy, ít phải gặp sự cố hơn. Nên họ đã lựa chọn và đồng hành. Bởi vì ngày hôm nay á, nếu khách hàng đầu tư những cái thứ đó thì đơn vị đó thứ nhất là thể hiện được cái sự chuyên nghiệp và cái mức độ mà tín nhiệm của khách hàng với lại cái đơn vị thi công nó càng được gia tăng hơn. Chính vì thế là người ta đã sử dụng những cái phụ kiện của hãng Blum cho những cái đồ nội thất cao cấp. Và một điểm mình thấy nữa là khi mà dùng Blum á, là Blum có đầy đủ những cái tư liệu, những cái tài liệu và những cái giấy tờ hướng dẫn để giúp cho cái người thợ thi công họ được bám theo và làm lắp đặt một cách chính xác và chuẩn chỉnh nhất. So với một số hãng khác mình tiếp xúc á, thì người ta cũng làm ra được một cái sản phẩm như bản lề, những cái rây trượt, nhưng mà cái tài liệu hướng dẫn, tài liệu lắp đặt thì dường như là không có, và cái yếu tố bảo hành á, thì nó cũng sẽ không có rõ ràng, nên á, là người dùng cũng sẽ không hề an tâm. Và khi mà bị rủi ro hư hỏng á, thì cái mức độ mà trục trặc ảnh hưởng rất là nhiều. Chính vì thế chúng ta hãy để ý tới những cái ông lớn, ông đang sử dụng những cái phụ kiện Blum. Và chúng ta nếu như có thể hãy tối thiểu sử dụng những sản phẩm Blum cho cái hệ tủ của mình được bền lâu, giống như những cái tủ bếp cao cấp. Rồi tiếp đến cái thứ hai đó chính là mặt đá bếp. Mà mình không nói tới mặt inox nha, mà mình chỉ nói tới mặt đá thôi. Thì trong quá trình mà chúng ta sử dụng những mặt đá granite hay còn gọi là đá tự nhiên á, thì đương nhiên rồi, không có đá tự nhiên nào mà khai thác đủ để cung cấp cho cái thị trường mà mỗi năm có tới vài trăm ngàn hộ gia đình làm căn bếp mới. Mọi người hình dung không ạ? Rất là nhiều như thế. Thì chỉ có việc là sử dụng đá nhân tạo, nó mới đẹp, mới thẩm mỹ, mới cung cấp đủ cái số lượng cho chúng ta sử dụng ở tất cả những gia đình mỗi năm đều làm bếp như thế. Vậy thì mình thấy một điểm là đá nhân tạo gốc thạch anh của hãng Vicostone là một trong những ứng cử viên sáng giá. Ngày trước á, là mình không có đề cập gì tới Vico nhiều, nhưng mà hiện nay á, thì Vico đã làm tốt cái việc đó là marketing ở thị trường Việt Nam, và họ đã mở những cái trạm gọi là những cái đại lý ở khắp các tỉnh thành để hỗ trợ cho người dùng khi có nhu cầu cần đến đá Vico. Và mình nhận thấy một điều là đá Vico là dòng đá mà thạch anh được cái số lượng màu khá là đa dạng, tới hôm nay là mình tính là tới khoảng 150 màu rồi. Mỗi năm thì họ phát triển thêm vài màu nữa, thì với cái nhu cầu mà của người dùng á, như thế nào thì Vico cũng đều đáp ứng được. Và mình nhận thấy rằng cái mặt đá nhìn nó sang trọng hay không á, là ở những cái đường vân, những cái hoa văn, thì những cái dòng nhân tạo mới đáp ứng được những cái điều đó. Và ngày hôm nay là nhà người A họ dùng cái màu đó, thì người B nếu mà thích thì vẫn có thể là chọn được cái dòng đó, những cái màu sắc như thế. Nên á, đây là những cái điều mà gọi là sẽ phổ biến được tất cả những cái phân khúc khách hàng. Và mình muốn chia sẻ trong video này hôm nay á, đó chính là hai điều. Một là cái mặt đá sử dụng đá của Vicostone. Hai là phụ kiện sử dụng của hãng Blum. Là hai cái mà mọi người có thể là áp dụng được cho căn bếp của mình nếu như có điều kiện tài chính đủ tốt. Còn nếu không á, thì chúng ta hãy sử dụng tối thiểu là những cái phụ kiện của hãng Blum nhé. Và những ông lớn, ông dùng những cái thứ này á, tỷ lệ rủi ro ít hơn. Và chúng ta
nếu như đã biết thì cũng hãy nên đầu tư cho căn bếp của mình những cái phụ kiện, những cái mặt đá bếp tốt như thế này nhé. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video. Qua video này thì mình muốn chia sẻ những cái điều nhỏ nhỏ mà mình nhận thấy được thôi. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào nhé.